Lựa chọn chống nóng mặt trời mái tôn. Điều đầu tiên bạn phải chú ý là lựa chọn mái có độ dốc cao để dễ dàng thoát nước khi trời mưa lớn. Mặc dù lớp bọt cách nhiệt này là một loại vật liệu cách nhiệt không thấm nước và không giữ ẩm. Tuy nhiên, nếu bạn chọn phun chống nóng mặt trên mái tôn mà mái nhà bạn quá ngang, mưa lớn có thể làm nước tràn vào các rãnh và xuống ở dưới nhà làm hư hại đồ đạc của bạn. Một yếu tố thứ hai mà bạn phải chú ý khi phun chống nóng mặt trên mái tôn, bạn phải phủ thêm một lớp chống tia UV giúp tăng tuổi thọ của loại foam xịt cách nhiệt này lên đến 30 năm. Ngoài ra, khi bạn thao tác phun bio foam cách nhiệt chống nóng mặt trên mái tôn nói chung và chống nóng bình phơn nguội OVS nói riêng thì bạn phải phun cho đều tay. Điều này giúp dòng nước dễ dàng thoát nhanh hơn. Mặc dù vậy, ông Bán Sơn vẫn khuyên bạn lựa chọn phun chống nóng mặt dưới mái tôn. Đây là phương pháp chống nóng hiệu quả nhất. Khi phun chống nóng mặt dưới mái tôn, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí do không phải phun lớp chống tia UV giống như là phun mặt trên. Hơn nữa, khi phun chống nóng mặt dưới mái tôn, bạn sẽ giảm được tiếng ồn bên ngoài đáng kể bởi các khe hở sẽ được bịt kín với lớp bọt cách nhiệt này. Với giải pháp chống nóng mặt dưới mái tôn, bộ phông nguội OVS độ bền lên đến 30 năm mà không cần phải phun chống tia UV.